Đại Phát Viễn Thông xin kính chào quý khách. Hôm nay Đại Phát xin giới thiệu miếng dán cường lực chống nhìn chậm là thế hệ miếng dán mới nhất trong dòng dán cường lực. Như quý khách đã biết, hiện nay dán cường lực là một trong những sản phẩm miếng dán được ưa chuộng nhất. Miếng dán cường lực chống nhìn chậm mang đầy đủ đặc tính của miếng dán cường lực như là siêu chống chày và chống bể khi rớt không bể. Đặc biệt đó là tính năng chống nhìn chậm. Thì tính năng chống nhìn chậm như sau. Sau đây mình sẽ, đây là đã dán một miếng dán cường lực, mình sẽ ốp miếng dán cường lực chống nhìn chậm vào. Thì như quý khách đã thấy, nếu màn hình mang tính trực diện thì quý khách sẽ thấy được hình ảnh. Nếu hình ảnh chỉ cần lệch ngang một tí là gần như màn hình sẽ hiển thị đen và không thấy được. Thì chỉ có người trực diện với miếng dán mới thấy được những hình ảnh hiển thị trên miếng dán. Miếng dán chống nhìn chậm được Đại Phát đã được Đại Phát cung cấp có đầy đủ tất cả các dòng từ iPhone, Nokia và iPhone 6, iPhone 6 Plus, Sony, Oppo, Zenfone. Xin nếu quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ ngay với công ty Đại Phát hoặc truy cập website daiphatvienthong.vn. Xin cảm ơn.